Tiếp nối chương trình, biên tập viên Hương Liên sẽ gửi đến chúng ta những thông tin thời tiết. Và xin mời chị ạ. Quý Nga và kính chào quý vị khán giả. Từ chiều tối nay, thành phố Hồ Chí Minh lại có mưa rông. Quận 8, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh là những nơi có mưa to và lâu nhất. Độ phản hồi màu đỏ chứng tỏ là mưa cũng khá to kèm gió giật. Dự báo mưa rông sẽ còn tiếp diễn trong đêm nay và trưa chiều mai ở thành phố Hồ Chí Minh. Cảnh báo mưa to, ngập úng, lốc sét và gió giật mạnh vẫn có nguy cơ xảy ra cục bộ. Trong mưa rông, không ít người đã gặp tai nạn do áo mưa bị tốc lên che mặt hay áo mưa quấn vào bánh xe. Vì vậy, quý vị nên chọn áo mưa gọn gàng, không phủ áo mưa qua đầu xe gây vướng víu, làm cản trở khả năng điều khiển xe. Nên ngồi đè lên vạt sau của áo mưa để vạt áo không quấn vào bánh xe. Với thủ đô Hà Nội, sau khi nắng tắt, nhiệt độ đang giảm nhanh. Lúc này là 26 độ, thì đến 4 giờ sáng mai giảm xuống chỉ còn là 20 độ, trời se lạnh. Tuy nhiên, không khí vẫn rất khô, ban đêm mà chỉ 55-68%. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Bây giờ xin mời tiếp tục với các tin tức khác của Chuyển động 24 giờ.